Trước những khó khăn trong việc đăng kiểm đối với xe cơ giới, mới đây, Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam kiến nghị cho phép xe không kinh doanh hay còn gọi là xe biển trắng được giãn chu kỳ kiểm định ngay từ chu kỳ hiện tại mà không cần đưa xe đến trung tâm đăng kiểm. Thời gian vừa qua, nhiều người dân sử dụng xe ô tô không kinh doanh gặp khó khăn trong việc đăng kiểm, lo lắng đến hết ngày hạn đăng kiểm nhưng vẫn chưa đến lượt theo phản ánh tại hầu hết các tỉnh thành phố trên cả nước vẫn xảy ra tình trạng ách tắc phương tiện chờ đợi xếp thành hàng dài tại các trạm đăng kiểm nhiều phương tiện phải chờ đợi nhiều ngày mới được thực hiện đăng kiểm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đi lại của người dân ông nguyễn văn quyền chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô việt nam cho biết hiệp hội này vừa có công văn gửi bộ giao thông vận tải về việc tháo gỡ khó khăn trong việc đăng kiểm đối với xe cơ giới để kiến nghị cho phép xe ô tô biển trắng được tự động giãn chu kỳ kiểm định sau khi Thông tư số 02/2023 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành đã tác động tích cực đến hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, đặc biệt là đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng thuộc trường hợp được miễn kiểm định lần đầu. Tuy nhiên, số lượng phương tiện thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu mỗi năm chỉ khoảng trên 500.000 xe, lại giả đều trong năm. Do vậy, nhóm phương tiện này không đủ tác động làm giảm tình trạng quá tải và ùn tắc tại các trạm đăng kiểm hiện nay. Theo số liệu công bố của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, sẽ có 3,1 triệu xe ô tô không kinh doanh vận tải, xe mang biển trắng, được giãn chu kỳ kiểm định, nhưng phải đến chu kỳ kiểm định tiếp theo mới được thực hiện quy định này để tháo gỡ khó khăn trong việc đăng kiểm xe cơ giới đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ bằng xe ô tô hiệp hội vận tải ô tô việt nam kiến nghị bộ giao thông vận tải cho phép thực hiện gián chu kỳ kiểm định xe đối với xe không kinh doanh vận tải ngay từ chu kỳ đăng kiểm có thể nói tin tức này như một dấu hiệu đáng mừng cho các chủ xe không kinh doanh vận tải giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn phải xếp hàng từ sớm lo lắng tìm cách để xe được đăng kiểm đúng hạn